Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta vừa mới trải qua một tuần. Trong cái câu chuyện của tuần trước thì chúng ta đã có thể xử trí một cái chuyện riêng nào đó của mình từ cái việc tạo cảm hứng mà mình nghe câu chuyện đó hay không. Tuy nhiên thì tuần này chúng ta lại tiếp tục gặp, và dĩ nhiên sẽ lại là một câu chuyện của một người khác. Bởi vì ai cũng có chuyện. Cái ghế đối diện này đôi khi chúng ta gặp ai cũng được. Từ một bạn đã bắt đầu diễn đạt được câu chuyện là đã có chuyện rồi à, không biết có một cái ngày nào đó mà chúng ta có thể tiếp một cái vị khách ngồi ở cái ghế này mà trong cái độ tuổi là khoảng 7-8 tuổi thôi. Cô con kể cô nghe, mẹ con nghe hả? Hay coi livestream với mẹ con rủ mẹ con chơi tôi tượng, chơi đố vui với con. Mẹ con không có chơi đâu, mẹ con coi livestream không à. Vậy á mẹ hả, con cầm điện thoại lên cái là mẹ con rầy con. Mẹ con nói nít nó coi điện thoại suốt ngày. Đó, mình mà một ngày nào đó mà mình tiếp được một cái vị khách như vậy, nó cũng là một câu chuyện. Nhưng mà dĩ nhiên ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta không đến từ một cái vị khách thiếu nhi như vậy đâu ạ. Vẫn là một bạn trưởng thành. Và dĩ nhiên rồi, bạn ấy quyết định không xuất hiện cái gương mặt của mình trước camera. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp nhận câu chuyện của bạn ấy để có thể biết lý do và biết xem câu chuyện đó là câu chuyện như thế nào mọi người nhé. Chào em. Dạ, em chào chị. Xinh đẹp như vậy mà không xuất hiện trước camera. Chuyện nó cũng qua lâu rồi nên là em cũng không muốn ảnh hưởng tới những người đã từng trải qua câu chuyện đó. Nên là em chọn cách là em không muốn chia sẻ mặt của em. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. 23 tuổi, câu chuyện mà mình chuẩn bị chia sẻ ngày hôm nay đó đã xảy ra cách đây bao nhiêu năm? Cách đây cũng tầm 3-4 năm rồi. Lúc đó là câu chuyện nó bắt đầu bùng nổ luôn rồi. Vậy thì bây giờ phải quay trở về trước đó một đoạn nữa. Tức là nó phải có nguồn cơn của một cái mối quan hệ, rồi sau đó nó mới khủng hoảng trên mối quan hệ đó. Tầm em học lớp 11-12, wow, cấp 3. Chuyện của em nó sẽ là trên mối quan hệ nè. Bạn bè, thầy cô, tình yêu, gia đình, công việc. Xích mích mâu thuẫn trong gia đình thôi. Nhưng mà nó làm cho bản thân em nhận ra là những người trước đây em từng xem là người thân á, người ta không có thật sự xem em là người thân. Đừng có khóc chưa mà. Câu đó khi được nói ra thì nó cũng nhiều nỗi đau. Gia đình thì nó sẽ có nhiều nhân vật, nhiều cái tên gọi. Trong câu chuyện của em, cụ thể ở đây là ai? Vậy là cậu của em. Trước đây thì gia đình của em á, nhìn ở phía bên ngoài này nó vẫn là một gia đình bình thường, cũng êm ấm. Mâu thuẫn thì nó cũng không tới mức mà không nhìn mặt nhau hay gì cả. Kiểu đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra là sau khi ông ngoại em mất, em tự hỏi bản thân em là liệu đây có thật, có phải thật sự là cái người mà mình đã xem là người thân trong suốt mấy chục năm mình đã từng sống hay không? Cậu thì có nghĩa là liên quan đến nhà ngoại. Ông bà ngoại em có tổng cộng bao nhiêu người con? Dạ hai. Là chỉ có mẹ em với cậu em? Vâng, mẹ em là Út. Thì mẹ em với em thì ở với ông bà ngoại. Còn cậu em thì không có ở chung. Suy nghĩ của em thì cậu là người yêu thương con cháu. Thì cũng lo cho em, cũng yêu thương em này nọ. Lúc ông ngoại mất hả? Thì cậu lúc đó là cậu bao nhiêu tuổi? Cậu trưởng thành rồi, lập gia đình hết rồi. Con cũng khá lớn rồi. Dạ vâng. Con của cậu thì nhỏ hơn em. Nghĩa là trong những cái năm tháng mà mình được lớn lên thì cậu cũng đã là một cái người trưởng thành nhiều tin cậy đối với mình. Mình cảm nhận được cái tình yêu thương đó. Dạ. Thế thì quan hệ giữa mẹ em và cậu em thì như thế nào? Nó cũng khá là hòa thuận. Ở khá là gần á, thì cái việc giao qua lại với nhau á, nó rất là bình thường. Ăn cơm chung thì sẽ không có. Nhưng mà cái việc mình quan hệ hoặc mình giao tiếp với nhau hàng ngày á, nó vẫn thường xuyên với nhau chứ yên không ổn. Dạ đúng rồi, nó rất là yên ổn. Vậy thì cái tình huống được coi như là khởi đầu của cái sự ngỡ ngàng. Cái lần đầu tiên mà em nhận ra là từ cái đoạn đó là tự nhiên mình bị thay đổi nhân sinh quan về cái người cậu này luôn. Là sau khi ông ngoại em mất thì bắt đầu cậu em lại muốn tranh tài sản. Tài sản ở đây là miếng đất khu mộ của bên ngoại em. Thì thật ra là miếng đất đó là không thuộc quyền sở hữu của gia đình em mà chỉ là bà em đứng tên thôi. Thì cậu lại muốn sang tên miếng đất đó cho cậu. Câu hỏi đặt ra trong gia đình em lúc đó là không ai muốn giành miếng đất đó hết, thì cậu lấy làm cái gì? Khi mà mọi người không đồng ý thì bắt đầu xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau. Thậm chí là có thể gây gổ với nhau mà không phải chỉ trong gia đình, mà có thể là tất cả mọi người khu vực xung quanh nhà em đều biết. Gây lớn đến mức mà có thể là gây giữa nhà, trước sân nhà luôn. Thì mọi người đều có thể đổ xô xem. Tất cả người quen, bạn bè, hàng xóm, cả khu vực đó hầu như là đều biết cái việc là gia đình em đang tranh chấp như vậy. Là năm đó mình lớp 11 á hả? Tầm 11-12 á chị. Vậy thì cậu tranh và cậu bắt đầu có những cái lời qua tiếng lại rất to tiếng để cả xóm phải nhìn thấy. Thì là to tiếng với ai? Với cả mẹ, với cả những người mà ngăn cản không muốn
sang tên miếng đất đó cho cậu. Bà ngoại em thì lúc đó cũng bắt đầu hơi lẫn xíu rồi. Có thể là cũng là cái tư tưởng xưa đó, nó hơi là trọng nam khinh nữ một xíu. Thì những cái phần mà thua thiệt hay gì á thì sẽ không có để cậu chịu rồi, thì sẽ kiểu bên cậu một xíu. Thì mọi người cũng sợ là cậu sẽ rủ rỉ bên tai là như thế này như thế kia để mà ngoại có thể sang tên miếng đất. Thì khi mà có những lời mà can ngăn như vậy thì cậu sẽ phản bác lại nó. Tất cả mọi người thì sẽ đều bị cậu nói, cậu chỉ trích này kia. Trên cái phần đất đó, theo như em mô tả thì nó là đất của một cái khu mộ. Thì nó bao gồm mộ của ai trên đó? Dạ, hầu như là mộ của tất cả mọi người trong dòng họ. Thì và nó chỉ là một miếng đất nghĩa trang thôi. Dạ đúng rồi, với cũng không ai muốn tranh giành một cái miếng đất như vậy, nó cũng không có nghĩa gì hết mà cậu lại tranh giành. Cái điều mà em cảm thấy ngơ ngác nhất và cảm thấy cực kỳ tổn thương với cái hành động của cậu trong cái đợt tranh chấp đó là cậu đã làm cái gì? Chửi cả mẹ em, chửi rất là nhiều người lớn trong nhà. Ý là những cái lời lẽ nó rất là nặng nề á, nó không có giống như con người của cậu hiện trước đây. Mẹ của em đã như thế nào trong cái giai đoạn đó? Mẹ em cũng là người một trong những người phản đối cái việc đó. Thì em thấy là mẹ rất là bị tổn thương á. Khi mà tranh cãi xảy ra, mặc dù là mẹ là người chăm sóc cho ngoại nhiều nhất, thì ngoại lại không bên, nghiêng về phần của cậu hơn, sẽ kiểu đẩy mẹ ra để mà bảo vệ cho cậu. Nên là mình sụp đổ hình ảnh từ cậu cho đến cả ngoại về cái việc là vì sao mọi người có thể phủ nhận cái vai trò của mẹ. Đúng rồi, cái sự tranh chấp đất đai đó nó cũng kéo dài lâu á. Cứ mỗi lâu lâu thì sẽ gây nhau một lần. Lúc đó thì em bắt đầu chuyển qua là em thi xong cấp 3, em sẽ đi học đại học. Thì khi mà em đi học đại học thì cái em sợ nhất là về quê. Nhớ mẹ thì nhớ, nhưng mà về quê thì em sẽ sợ những cái cảnh mà gây gỗ á, nó lớn tiếng, xong rồi mọi người xung quanh bu lại nhìn mình. Mà mỗi lần em về quê một hai ngày đi chăng nữa thì em lại sợ những cái cảnh nó xảy ra. Thì dần dà nó hình thành trong cái tâm lý của em là em không muốn về quê nữa. Thì những ngày nghỉ lựa chọn là em ở Sài Gòn đi làm thêm. Em sẽ nói với mẹ là em muốn đi kiếm tiền thêm vậy đó, đến nay em không muốn về. Có một cái lần là mới mùng 3, mùng 4 Tết thôi, cậu lại kéo xuống kiếm chuyện. Có một mùa Tết mình ở nhà người ta sẽ kiểu gia đình đoàn tụ nè, xung vầy, thì gia đình mình là như vậy. Thì em cảm thấy là em không muốn về quê nữa. Em cũng không muốn nghe ngóng về những cái chuyện ở dưới quê nhiều quá. Dạ, nhưng mà mình không muốn, nhưng mà người ta lại muốn kể mình nghe. Thì vô tình có thể là người quen biết sẽ dùng những cái phương thức liên lạc khác nhau để mà nói cho em biết là ở dưới quê vừa mới như vậy nè, như vậy nè. Lúc đó nó lại càng tạo cho em cái cơ hội là em không muốn về. Em cũng tách biệt ra khỏi thế giới ở dưới quê luôn, em không có muốn liên quan gì tới nó đó nữa. Nhà của em á, mẹ em ngoài em ra thì em có anh chị em không? Dạ không. Thế thì ba của em phản ứng như thế nào trong những cái cuộc chiến đó? Ba em mất lâu rồi. Em cảm thấy là nếu như mà không có ba em á, mẹ con em sẽ bị ăn hiếp rất là nhiều. Khi mà những câu chuyện đó xảy ra thì em với mẹ em không có ba bảo vệ. Có khi nào trong những cái lần mà em không có về quê á, em nghĩ là mẹ đang rất là cô đơn? Có. Em sợ mẹ bị ăn hiếp. Khi mà em gọi cho mẹ á, thì câu đầu tiên em sẽ hỏi là có bị ăn hiếp không? Có ai kiếm chuyện gì không? Với tính cách của mẹ em thì em nghĩ là mẹ sẽ nhường á. Nên em rất là sợ điều đó. Nên là dù em muốn thoát ly khỏi dưới quê chăng nữa cũng không được. Em cũng phải bắt buộc phải về. Thì những cái lần về như vậy á, em ở nhà em cũng hơi hồi hộp một xíu. Tại vì bây giờ nếu như mà em cần nghe mẹ nói chuyện lớn tiếng với nhau, hoặc là bất cứ người trong nhà nào nói chuyện lớn tiếng với nhau á, thì em đang nghĩ là có khi nào ở bên ngoài đang gây nhau hay không, thì em hơi hoảng hốt. Em phải đi em xem thử coi như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà mọi xung đột nó xảy ra như vậy thì mối quan hệ giữa anh chị em họ như thế nào? Cũng không có là thân thiết quá, nhưng mà nó cũng không tới mức là có mâu thuẫn hay là ghét nhau hay gì đó. Nhưng mà sau những mâu thuẫn thì tụi em sẽ không còn thế nào mà như trước được nữa. Nên là mình tự xa rời nhau thôi. Đúng sai ở đây cũng khó phân định, nhưng mà hiểu rằng không thể thân thiết được. Em cũng không rõ là bây giờ phần đất đó ai đứng tên. Ngoại em cũng mất rồi. Điều gì đã diễn ra trong đám tang của ngoại? Đám tang thì mẹ em lo, thì cậu cũng có mặt, vờ như là không có gì á, thì để cho một cái đám tang nó êm đềm hơn. Đến bây giờ thì khu mộ nó vẫn yên ổn, nên em cũng không rõ là người lớn đã xử trí như thế nào. Thì khi mà em nhìn thấy được bản chất một người như vậy á, thì nó tạo cho cái lòng tin trong cuộc sống của em á, nó bị sụp đổ hoàn toàn luôn. Có quá nhiều biến cố lắm với em á, nên là em cảm thấy là em không chịu đựng được nữa. Thì khi mà ở Sài Gòn thì em bắt đầu bị sợ tất cả mọi thứ trên đời này luôn.
cái gì cũng phải khiến em sợ hết. Một giây một phút em đều hoảng sợ. Em cũng có đi khám bệnh viện thì bị kết luận là rối loạn lo âu thôi. Mẹ em khi đó biết, nhưng mà mẹ thì cũng đơn giản nghĩ không lớn lắm đâu. Thường là ở dưới quê mà người ta đâu có xem trọng những cái bệnh như vậy. Nhưng mà em lại bị khủng hoảng, nhất là trong cái giai đoạn đó thì vẫn còn có nhiều tranh chấp xảy ra. Thì khi em ở Sài Gòn á, có nhiều hôm em ngủ không được thì em phải dùng đến mấy cái thực phẩm chức năng để mà giúp em có thể ngủ hơn. Khi nếu một ngày hôm đó em đã không muốn nhắc tới rồi mà vô tình có một ai đó nhắc tới cậu hoặc là những cái chuyện đó, thì nguyên một ngày hôm đó em sẽ suy nghĩ, hoặc là tối hôm đó em ngủ em sẽ nằm mơ. Cho chị hỏi một tí là ba mất khi em bao nhiêu tuổi? 15, 16. Điều này có nghĩa là cái người mà em thấy được một cách trực tiếp về sự chăm sóc và bảo vệ trước tiên là ba, sau đó là cậu, nhà ngoại. Đó là những cái ký ức mà mình đã có, và mình đã có cái niềm tin nó bén rễ trên những cái người này. Ba em mất có đột ngột không? Dạ có, ba em mất đột ngột lắm. Cái đó là trong những cái cú sốc của em, lúc đó em bắt đầu có những hình thành về tâm lý là em không, em thấy sợ này sợ kia rồi. Nên là khi những cái mâu thuẫn nó liên tiếp xảy ra trong những năm như vậy á, thì em cảm thấy là em không chịu đựng được nữa. Thực ra nguồn cơn nó phải đến từ đó. Cái sự lo âu, cái sự hoảng sợ, hoài nghi với cuộc đời, và mình luôn ở trong một cái trạng thái bất an. Và như em nói là em được chuẩn đoán về rối loạn lo âu, và nó rối nhiễu cái giấc ngủ của em luôn. Nó đến từ những cái cảm giác mất mát đột ngột, mà em lại mất mát trên chính những cái đối tượng mà nó tạo ra cái sự yên tâm về mặt tâm lý của em. Và điều quan trọng ở đây là mọi thứ nó đột ngột. Em không được chuẩn bị tâm lý trước cho những cái điều đó. Chứ ở đây không có nghĩa là người ta xấu, cái tự dưng mình thấy ai cũng xấu. Dạ, đúng. Mà bởi vì mình là một cái người đã không hề có được cái sự chủ động nào để đón nhận cái điều này đến trong cuộc đời, mà nó lại rơi vào những cái mối quan hệ cực kỳ là trọng yếu. Tại sao chị nói về cái câu chuyện là cái sự tranh giành đó nó không phải là cái vấn đề mà mình cần phải tập trung vô, mà vì một cái đặc thù trong xã hội Việt Nam á, ở đây thì chị chưa có con số cho nên là chị không có khẳng định về con số được. Nhưng cái tranh chấp đất đai là một trong những cái tranh chấp khủng khiếp nhất trong cộng đồng người Việt. Và án dân sự về tranh chấp đất nó nhiều khủng khiếp, dành nhiều kịch bản lắm, có rất nhiều kịch bản dành đất cho mượn đất ở lâu năm quá không trả, cha mẹ chia cho con cái không đều, cha mẹ chết không để lại di chốt, rồi coi như là dành phần hơn, dành phần thua, đất đứa mặt tiền, rồi đứa có mặt hậu thì phải chia như thế nào. Và bỗng dưng người ta giành nhau, rồi người ta cặm bờ ranh trên lệch 1-2 tấc, nó cũng có thể là đã phải đổ máu. Cho nên là chị cảm thấy rất là cảm ơn câu chuyện của em, bởi vì mọi người đã quên mất một điều rằng là mọi người chỉ tập trung vào việc sở hữu đất đai. Mọi người cho rằng là tôi rất là hợp lý trong việc là tôi giành đất như thế này ABCD. Nhưng mà mọi người quên rằng những đứa trẻ đang lớn lên trong không gian đó. Dĩ nhiên câu chuyện của em á, cái trọng tâm chấn thương tâm lý của em nó nằm ở chỗ khác. Nhưng mà cái câu chuyện giành giật và tranh chấp, nó là một cái câu chuyện mà nó tạo ra cái sự tác động liên hồi để em không thể nào bình tĩnh được để xử trí cái nỗi đau quan trọng của mình. Em sợ mẹ em bị bắt nạt, em sợ mẹ em bị ăn hiếp. Em còn hình dung ra cả những cái câu chuyện mà có thể cậu em vác dao, vác búa qua nhà em vì em đã lỡ đọc tin trên báo hoặc là thấy ở đâu đó, đúng không? Em còn sợ là bỏ đọc, đốt nhà. Và tại sao cái nỗi sợ đó nó cực độ như vậy? Tại vì bạn không có người đàn ông để mà bảo vệ gia đình của mình. Không có ai hết. Dạ. Và dù cho có đi chăng nữa thì em cũng đừng quên là em đã đối diện với cái sự ra đi của ba một cách cực kỳ đột ngột. Khi mà chúng ta cùng hiểu về điều này á, thì chị chỉ mong rằng là em sẽ phải bắt đầu lại trong tâm thức của mình về cái việc ra đi của ba. Ở đây mình không có tập trung vào sự đổ vỡ hình ảnh của người cậu, mà là mình sẽ phải quay ngược lại đối thoại với bản thân mình về việc ra đi của ba. Mình hiểu về nó một cách rất là an ổn. Em có thể đến với thiền định, em có thể đến với một cái hoạt động nào đó mà các bạn bây giờ hay dùng từ chữa lành đó, thì thôi dùng từ gì cũng được. Nhưng đó là một cái việc mà mình đọc thêm nè, mình nghĩ lại, mình đón nhận lại cái tình huống mà ba đã ra đi trong cái sự hít thở sâu đều, hiểu đúng về nó như một cái dạng vô thường của cuộc đời. Để khi nghĩ về cái sự mất mát đó, em dọn dẹp được tâm hồn của em. Em nghĩ về điều đó một cách không có hốt hoảng. Bởi vì cái việc mà ba dừng lại cái cuộc sống của ba là một chuyện đương nhiên. Có nghĩa là sau khi mình làm xong được cái bước 1, là cái bước mà A, thì ra là có những cái chứng bệnh nó đột ngột trên đời này là đột quỵ. Thì thôi, trên đời này ai cũng sinh lão bệnh tử, không đi trước thì cũng đi sau. Kiểu kiểu vậy, có nghĩa là mình thực sự thỏa hiệp được.
với cái việc ra đi của bà. Thì sau đó em sẽ nhìn những cái biến cố của đời em á, nó là một cái câu chuyện mà ôi thì đứa nào cũng có bài tập để giải hết. Việc của mình là tới đây là giải bài tập này. Nhưng mà vì em chưa dọn dẹp xong cái nỗi mất mát đó, cho nên bây giờ mọi khó khăn nó đến á, nó đều là cái câu chuyện mà em bị kích hoạt lại cái sự hụt hẫng trước đó. Là phải chi bây giờ có ba, phải chi bây giờ có ba. Em cứ củng cố đi củng cố lại cái tâm thức đó, nó làm cho em càng đau đớn hơn. Mà chuyện trước mắt thì em cũng không giải quyết luôn, tại vì em chỉ lúng lầy vô trong một cái mong muốn thôi. Phải chi còn ba là được rồi, phải chi còn ba là mẹ không cô đơn rồi, phải chi còn ba là cậu không dám nói như vậy đâu, phải chi còn ba là bây giờ mình ở đây mà mình cũng không có bị mất ngủ, bởi vì mẹ ở nhà có người bảo vệ. Sau này em biết không, em còn có người yêu, thì rất có thể mình lại trở thành một người hoặc không tin tưởng hoặc bị phụ thuộc vào người yêu. Bởi vì em sẽ chuyển đi hoàn toàn cái mong muốn được bảo vệ trên ba qua cái ông người yêu của mình. Dạ em cũng đang bị như vậy. Tại vì hiện tại thì ngoài người yêu của em thì đối với em mẹ là người quan trọng nhất nữa. Thì kiểu cuộc sống của em bây giờ chỉ có hai người đó là quan trọng nhất thôi. Không có, em không muốn tiếp nhận một người nào đó nữa vô cuộc đời của em nữa. Kể cả họ hẹn hay ai hết, em cũng không muốn. Chị nghĩ cái thành quả lớn nhất ngày hôm nay trong cuộc trò chuyện của hai chị em mình đó là xác định đúng cái gốc của vấn đề không nằm ở cậu, không nằm ở cái khối tài sản đó, không nằm ở những cái lần mà người ta kéo qua trước cửa sân nhà mình, người ta chửi bới sòm, mà cái gốc của vấn đề đó là cái việc mà mình đã bị thiếu đi cái điểm tựa tâm lý quan trọng nhất một cách đột ngột, đó là sự ra đi của ba. Bắt đầu lại giải quyết từ chỗ đó thì em mới có thể quay trở lại, em thoải mái hơn với người yêu của em. Em không có cực đoan rằng trên đời này ngoài mẹ ra thì chỉ có thêm người này nữa thôi. Vì em biết không, ai cũng có thể rời bỏ chúng ta. Nhưng mà còn thêm chuyện này nữa nè, thử coi có không nha. Là vì ba đã rời bỏ mình đột ngột như vậy đó, một mặt em rất phụ thuộc vào người yêu của em, và em coi rằng là sau mẹ đời mình chỉ có thêm người này nữa thôi, không tin ai hết. Nhưng một mặt khác em luôn luôn lo lắng về việc người này sẽ rời khỏi em bất cứ lúc nào. Em lo lắng tất cả luôn, kể cả mẹ luôn nữa. Nếu như mà người ta đi đâu đó mà em vô tình em không liên lạc được đi, hoặc là mẹ em vô tình một ngày nào đó em thức dậy em không thấy mẹ ở nhà, thì em sẽ bị hoảng hốt, thì em sẽ phải gọi liền là xem bà đang ở đâu. Cái sự biến mất đột ngột của người yêu nó không đơn giản đó là về sức khỏe, mà bắt đầu có những cái cơn ghen, có những cái điều lo âu, có những cái sự hoài nghi. Tại vì cái khái niệm rời đi của một cuộc tình nó có nhiều nghĩa. Rồi bắt đầu mình lại có những cái thái độ nó rất là gay gắt hoặc là không cần thiết. Và chính cái thái độ đó là cái thứ giết chết cái cuộc tình của mình. Sau đó thì cũng có thể là không có tin cậy á, cho nên bắt đầu nghĩ ra thì ở trên đời này không ai hết lòng với ai. Tại vì còn có ông cậu xuất hiện nữa. Nhớ cái chất liệu ông cậu không? Ba đã rời bỏ mình vì sức khỏe, cậu đã rời bỏ mình vì sự trở mặt. Tất cả những cái điều này nó tạo ra những cái vết tích để rồi khi em bước vào những cái mối quan hệ mới sau này, em đều dùng hai cái điều đó để em kiểm tra, em check cái mối quan hệ của mình, và thậm chí là em đưa ra những thử thách, em thực nghiệm trên cái mối quan hệ của mình. Và một người không thể nào sống một cách khỏe mạnh và có những mối quan hệ khỏe mạnh khi mà mình cứ luôn luôn bấp bênh như vậy. Đến thời điểm này thì em còn uống thuốc không? Dạ không, em ngưng lâu rồi. Em cảm thấy là em đối diện với nó nhẹ nhàng hơn một xíu. Đấy là quan hệ của mình với những người đó sẽ không tốt như trước nữa. Thì em chọn cách là em sẽ lơ họ đi. Tại vì càng để trong lòng nhiều á thì em sẽ bị ám ảnh bởi những cái đó hoài luôn. Đó là một cái cách thực hành rất là tích cực rồi. Lãng quên nó cũng là một cái cách đó. Tuy nhiên thì chị hy vọng rằng là mình sẽ lưu ý về cái gốc, để ngay sau hôm nay có thể em sẽ phải có những cái bài thực hành khác để mình thực sự giải quyết được cái vấn đề của mình nó một cách căn bản. Chứ triệt để thì chị cũng không có dám chắc về sự triệt để. Vậy thì tại sao yêu cầu đưa ra cho ekip là thôi em sẽ giấu mặt? Điều gì trong câu chuyện này em muốn khán giả nghe và lưu ý? Trước đây cuộc sống của mình quá tốt đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có biến cố. Biến cố xảy ra thì em sẽ không chấp nhận được. Thì sau gần ấy năm ở trên Sài Gòn luôn thì em nhận ra là khi mà em gặp biến cố hoặc là gặp một bất cứ gì đó, quan trọng là mình vẫn được sống trong cuộc đời này á. Mỗi ngày mà mình mở mắt ra, mình thức dậy mà mình thấy là mình còn sống, mình còn có một người nào đó bên cạnh mình thì nó cũng đã là một cái hạnh phúc của mình. Không có người nào đó bên cạnh mình mà mình vẫn còn thở là cũng ngầu rồi. Dạ đúng rồi. Thở xong
thò hạt hai cái chân xuống giường đi được, ngầu tiếp miếng nữa, đúng không? Đúng rồi. À, như chị đã nói, thực ra thì có những cái điều mình nghĩ nó đơn giản, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh của một người họ bị khó khăn tâm lý, làm những điều đơn giản nó cũng là một câu chuyện cần sự nỗ lực. Thôi thì chúng ta hy vọng là tất cả chúng ta đều có cái nỗ lực để có thể từng bước xử trí vấn đề của mình. Với câu chuyện của em thì chị có một cái lưu ý là việc mà mình xác định đâu là trọng tâm, nó thực sự quan trọng. Nghĩa là em đã làm được một cái việc cực kỳ là hay ho để mình có thể tự cởi trói cho mình á, là em nhìn rộng rồi. Em nhìn rộng để em thấy là wow, trên cái bản đồ này mình cũng chỉ là có một cái chấm thôi, còn rất nhiều những cái chấm khác nữa. Nhưng hãy quay trở lại nhìn sâu nữa, nhìn sâu để đào đúng cái rễ của vấn đề. Cảm ơn em với một cái thông điệp gửi cho quý vị khán giả. Biến cố là thứ hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái điều quan trọng là mình đã đối diện như thế nào với biến cố, chứ biến cố nó là biến cố. Nó chẳng đến về việc mời mọc của mình, mà nó cũng không đi vì mình xua đuổi. Nó là nó thôi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong câu chuyện của tuần này. Mình không nghĩ rằng đây là một câu chuyện cá biệt, bởi vì trong xã hội của chúng ta, tranh chấp đất đai, sự khủng hoảng trong các mối quan hệ gia đình về sở hữu tài sản vẫn là một cái câu chuyện rất là thường ngày ở rất là nhiều nơi. Biến cố là thứ mà không ai nói trước được điều gì và ai cũng có thể nhận. Tóm lại một điều là chúng ta đón nhận nó, chúng ta bước qua nó, và đặc biệt là hãy cố gắng xác định đúng trọng tâm của các vấn đề mà mình đang có. Bởi vì xác định đúng bệnh thì mình mới có thể cầu viện đúng thầy và uống đúng thuốc, để rồi sau đó mình trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả sau một tuần nữa với Ai Cũng Có Chuyện. Em tên là Phạm Quý, sinh năm 1990. Phạm gì Quý ạ? Phạm Văn Quý. Một bao nhiêu ạ? 1990 rồi. Đúng rồi. À, địa chỉ ấp An Điền, xã Lộc An, Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Tiếp theo đi anh. Công việc hiện tại là mình đang mở một tiệm gara ô tô ở Vũng Tàu. Mà bây giờ mình vừa mới ngưng lại trong khoảng tuần lễ thôi, mình đi học tiếp với công việc khác á. Học công việc gì anh? Học công việc khác là buôn lốp xe tải, lại làm về công việc lốp thêm á, nên mình đi bên gara lại học thêm về cái buôn lốp xe tải. Đúng rồi, mình làm bên vì xe tải thôi. Rồi ok, anh có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ anh Quý nhỉ? Điểm mạnh đó hả? Điểm mạnh thì mình giao tiếp mình giao tiếp được, thân thiện. Rồi còn gì đâu? Tính cách thì nói chung là giỏi. Rồi điểm yếu. Điểm yếu mình hả? Điểm yếu là, nói chung mấy điểm yếu là vấn đề là do mình chỉ là nói về công việc thôi, là nhậu không được nè, không hút thuốc nè, nhậu được khoảng vài lon là xỉn rồi, lại hút thuốc thôi. Dạ vâng rồi. Dạ vâng rồi, ok anh, vậy thì anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Mình thì hai mối tình rồi. Một cái mối tình là năm 22 tuổi ấy. Rồi, anh kể đi. Rồi cái mối tình đó thì kết thúc trong cái gọi là lúc đó là cũng đang học, đi học lại kia đầm lâm đó. Rồi. Rồi sau này mối tình là chia tay ở bên Nhật. À hồi đó là anh đi học bên Nhật à? À anh đi làm thôi. Là mối tình đó là quen lâu nhất khoảng 60 năm gì đấy. Mới chia tay năm ngoái, là mình về bên Nhật về hồi năm ngoái, tháng 4 năm ngoái. À cái mối tình thứ hai là bắt đầu đi lúc mà đi học bên Nhật đúng không? Đúng rồi, đi làm ở bên Nhật. Rồi. Cô đấy cũng người Việt Nam à? Đúng rồi, cũng người Việt Nam luôn. Chia tay rồi anh đi về à? Đúng rồi, do những cái vấn đề hồi trước cũng làm bên vấn đề tài chính đó, thì cũng nói chung làm đó thì thất bại đi, thì nó xảy ra những cái
chuyện xích mích này kia rồi rồi trong lúc đó thì cũng áp lực này đủ thứ á, Dạ nên dạ mình cũng dừng lại và kết thúc thôi. Dạ rồi bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như nào anh ha? À, hơi cao hơn cỡ 1m58 đổ lên, Rồi. người hiền lành. Rồi. Còn gì đâu? Công việc thì nói chung là sống được Rồi. Vị trí vùng mà miền sao? Vị thì trí. vị trí như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Rồi. Vũng Tàu, các Rồi tỉnh nhận ok. gần thôi. Người Vũng nhỏ Tàu. tuổi hơn nha, Rồi. Nhà tuổi hơn. chưa Nếu mà chưa chưa lập gia đình lần nào, chưa chưa lập gia đình lần nào. Rồi. Ok. Còn yêu cầu gì nữa về bạn gái không? À không anh ơi, Ngoại hình giống có như là yêu yêu rồi. yêu cầu đặc biệt gì không ạ? À, nói chung là biết hiền lành, nói chung là hiền lành. Rồi. À, gọi gì ta, sao ta, gọi là biết trên nhường dưới. Biết chiếc kính. Rồi, ok. À, Rồi, anh có hay hát không nhỉ? Văn nghệ ca hát gì không? lúc trước thì nói chung tuổi trẻ thì hát hò này kia đủ thứ các kiểu, giờ là hết rồi, giờ chỉ lo làm thôi, làm ăn thôi. Rồi, dạ em cảm ơn anh Quý nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên thì chương trình hỏi thăm anh một số những cái thông tin cơ bản thôi. À. Nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì bọn em sẽ liên hệ với anh ha. Mà hiện tại là mình cũng đang học và làm ở Bình Dương. À, hiện tại là đang học và làm ở tại Bình Dương luôn. Đúng rồi, ở Tân Vạn. Tại cũng mới lên nha, khoảng 1 tuần lễ thôi. Rồi. Tương lai là về Vũng Tàu đó à. Ok anh. Dạ rồi anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. À, ok. Ok, kiểm tra anh. Nghiệp của mình đi. Tên Bùi Văn Bách mà quê nguyên quán là ở Hòa Bình, quê là Sơn Hòa Bình. À, giờ anh định cư ở trong Bình Dương rồi. Địa chỉ ở trong Bình Dương là Anh khu vực sinh ba. năm bao nhiêu? Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1986 em ơi. Rồi, nghề nghiệp của anh là gì nè? Anh đang làm trong công nhân vận chuyển hàng hóa trên công ty lốp ô tô Công Hô á, sản xuất lốp ô tô Công Hô. Vận chuyển hàng hóa ô tô hả? Rồi, ok. Bây giờ Bốc anh nói sơ giúp em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Tính cách của mình á, điểm mạnh của mình là gì? à, yêu là như thế, yêu yêu nhược điểm ha. Điểm mạnh Đấy, á, tính cách của anh á. tức là điểm điểm mạnh của anh thì chăm chỉ rồi chức năng thôi, còn yếu quá thì có hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái điểm mạnh anh còn cái gì ấn tượng nữa không? Ví dụ Ví dụ giờ đấy quá hồi quay chơi 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 nhớ là làm cho nó chịu khó này. rồi bây giờ anh nói giúp em về cái tình trường đi. À, anh Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? với vợ anh từ lúc vào đây anh quen vợ anh là giống như là người đầu tiên luôn á, nên À anh đã kết hôn rồi hả? đúng rồi, nhưng mà Rồi đi mình kết hôn mình có mấy thì cháu? đố vợ chắc Mình có mấy cháu? hai cháu giờ đang ở với vợ rồi, hay hay ly dị hai vợ rồi, ở đây ở với vợ rồi, vợ nuôi á, tại vì Rồi. con á thì tình nguyện theo gì nhỉ, nó theo mẹ không chịu với bố á, thì nên nên chú chỉ yêu sự cấp nuôi con thôi, hai vợ chồng thì Rồi bây giờ có liên anh quan. nói sơ giúp em về cái anh gặp gỡ cô ấy như thế nào, quen nhau ra À, sao, rồi lý do hai người lại chia tay. trước là chị ấy làm chung làm ở chung cái phòng giấy phòng trọ thì quen nhau á, trong một thời gian lập gia đình rồi hai vợ chồng
làm được ngôi nhà rồi cuối cùng vợ đi sang bên, ý là cảm thấy là lúc đó này khó khăn á. Vợ thì kêu là sang đi làm xuất khẩu để kiếm thu nhập thêm, để về để có cái vốn để làm ăn kinh doanh gì đó. Mà đi được 3 năm thì vợ về và đòi ly hôn, rồi hỏi nguyên nhân tại sao. Vợ cứ nói là hồi trước anh không gì nhỉ, không chăm lo cho vợ. Nhưng mà thực ra thì lúc đó đâu không chăm lo cho vợ, sao sinh được hai đứa này nọ. Lúc đó hai vợ chồng khó khăn quá, ai cũng tập trung vô làm công việc á. Đến lúc gia đình vợ đi được 3 năm thấy về nói câu đó thôi, không biết, không có lý do gì, nó hỏi nó không có lý do gì, chỉ như vậy thôi à. Vẫn không biết, tới hiện tại vẫn không biết lý do là tại sao mình lại như vậy đúng không? Ý là em anh không biết lý do, chỉ có biết lý do như thế để vợ anh chia tay thôi, chứ anh hỏi lý do thêm đấy thì vợ anh cứ nói vậy thôi. Rồi, vậy thì bây giờ á, anh đã độc thân được bao lâu rồi? Anh độc thân mới cỡ năm à, tại vợ anh mới về năm 2022 để ly dị á. 2022 là ly dị vợ đúng không? Nói về có lý do này đó, anh như anh nói đó, nó cứ đòi ly dị cho bằng được chứ. Nói là nếu mà anh có, anh nói là thôi vì vì con vì cái thì hai vợ chồng cố gắng lên, nói là giờ cái tình cảm không có này cố gắng kết cũng đâu có được, đợi, đợi. Ý là vậy thì thôi, vậy thì anh phải Rồi. chấp nhận thôi chứ không không hề níu kéo được cái tình cảm được. Ok. Vậy bây giờ anh mong muốn tìm kiếm bạn nữ như thế nào nè? Ngoại hình đi. Anh thì bình thường thôi em ơi, giống như là có gì nhìn được là được rồi, còn mà người Nhìn phụ được nữ là là như thế nào? chưa Như phải là đồng cho cảm em với anh là được chứ. nhìn được là như thế nào? Anh cho em một cái chiều cao nhất định đi. Anh cho bao nhiêu? Anh cao 1m7, em nếu mà được thì tầm 1m6, 1m85 đến 1m6 là đẹp. Rồi, ổn, 55 Con người cho đến người mà có gia đình mà chỉ là ý các cái người phụ nữ đó phải hiểu là cái anh đã là qua một lần đổ vỡ á, rồi có thể chấp nhận là cái anh cũng có hai đứa đấy, anh có thể anh cũng phải trợ cấp nuôi con một đứa đó em. 16. Rồi, Thì ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng kết hôn và có hai đứa con thì anh có, ví dụ như có con ấy, thì anh có chịu chấp nhận không? nuôi con ý là cái người phụ nữ đã có con đây à Ừ, họ cũng em. giống như anh vậy đó. Cái đó thì anh cũng cái đó anh cũng hơi hơi tại vì anh chỉ muốn là có con chung, em sợ là mình sẽ làm cho người đó thì khó xử thêm, nên tốt nhất là mình có một người một đứa để được, cái hai đứa là một mình chắc không rồi, tại vì anh có nhà đây rồi, nhưng mà tầm bây giờ làm nhà có tiền nhà anh làm nhà anh là phải lo tiền nhà nó lo đến mình cả 3 đứa con nữa, nên cũng cảm thấy nó thu nhập anh chỉ có khoảng 20 trở lại à, nên nó cũng không có. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã có con. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã kết hôn và có con hả? Không phải không đồng ý mà anh đồng ý, anh sợ là sợ như vậy thì sẽ làm khổ thêm cho người phụ nữ đó, gánh Bây nặng giờ thế thêm. này nè, bây giờ thế này này, ví dụ như là bạn nói là bạn phải lo cho 3 đứa con của bạn thì đương nhiên ok, người phụ nữ đó khi mà người ta bây giờ người ta chỉ cần kiếm một người bạn, cái người mà phụ nữ họ chấp nhận họ kiếm một cái người làm bạn tri kỷ với họ thôi, chứ họ không phải kiếm một người đàn ông để dựa dẫm. Bạn hiểu ý của biên tập đang hỏi bạn không? Có nghĩa là nếu như người ta đang có con thì bạn có chấp nhận hay không? Cũng giống như vợ bạn bây giờ đang nuôi con bạn và đi lập gia đình mới vậy đó. Cái vấn đề nó là như thế. Ví dụ bây giờ bạn không chấp nhận người phụ nữ mà đã có con mà mang theo theo bên mình thì liệu rằng là vợ cũ của bạn người ta có hạnh phúc với một người đàn ông người ta cũng suy nghĩ như bạn hay không? Đúng không? Bạn đi tìm hạnh phúc mới thì vợ bạn cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, mà vợ bạn thì đang nuôi 3 đứa con của bạn. Vậy đã anh hiểu rồi, tại vì anh bị cái này bị sốc bởi vì cái vụ là mà vợ anh cứ nói là từ lúc khổ là nó chê anh như vậy, nên anh mới có ác cảm như vậy á. Có không có gì đâu, đi nếu mà có người phụ nữ mà nếu mà có con hay gì đó, quan trọng là thương mình, hiểu mình là cái đó em chấp nhận bình thường thôi em, không sao cả.
Thì đúng rồi đó, thì có quan trọng là bây giờ là người ta có đứa con thì bạn có chấp nhận hay không. Còn đương nhiên là người phụ nữ người ta có con, người ta nuôi con, người ta được đến chừng này như như tầm tuổi bạn thì đương nhiên là người ta cũng không giàu, nhưng mà đương nhiên người ta cũng nuôi lo được cho con người ta rồi. Còn sau này về hai người làm chung kinh tế thì nuôi con anh, con tôi, con chung của chúng ta, thì đấy là hai người tự thương lượng với nhau, tự trao đổi với nhau sau này. Còn cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái thực tế là người ta đã có con hay không. Cái đó anh chấp nhận được em ạ, không sao cả. Quan trọng là thôi là ok, chốt deal là có con cũng được đúng không? Thôi My hỏi tiếp đi My ơi. Nhưng mà ưu tiên là nếu mà người nào chưa, nghĩa là người phụ nữ nào mà đã xây dựng mày giống như là bị hôn sinh thì cũng được đúng không? Quan trọng là anh chỉ cần về là cùng xây dựng gia đình với anh thôi. Thì đương nhiên rồi, cái này mình đang hỏi nhiều option để mình lựa chọn. Chẳng hạn như một cô cũng không có con, nhưng mà cô lại không đạt những cái tiêu chí khác bạn đưa ra. Nhưng mà cái cô đang có con thì cô lại đạt hết, đạt đa số những cái tiêu chí mà bạn đang đưa ra. Dạ. Nên là mình sẽ phải bên chương trình người ta sẽ phải đưa ra rất là nhiều cái tiêu chí để bạn có thể dựa vào đó, bạn đồng ý với các cái sự lựa chọn đó thì cái cơ hội của bạn nó sẽ rộng mở hơn. Còn nếu bạn chỉ khăng khăng là một người phụ nữ là chưa từng có con thì đương nhiên như vậy nó cũng sẽ khó. Người ta chưa từng có con, người ta cũng có thể là, một là người ta không muốn có con thì người ta cũng không muốn tìm một người đàn ông đang đèo bòng, bạn hiểu không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, người phụ nữ bạn muốn được cái lợi cho bạn, thì người phụ nữ hay là những người còn lại họ cũng muốn có cái lợi cho họ. Cho nên là ở đây là chương trình không phải là đang ép bạn, mà chương trình đang đưa ra rất là nhiều cái sự lựa chọn để bạn có thể bạn lựa chọn một trong số những cái lựa chọn đó, mà cái nào nó cũng có thể là phù hợp với bạn. Không, ý là đang nói cái ý nói ra như vậy thôi, chứ còn đồng ý là những người cùng cảnh ngộ về như vậy cũng chấp nhận, là mà quan trọng là hiểu nhau là chính thôi em. Ok rồi, vì bây giờ anh cho dùm, anh cho giúp em về tuổi tác đi, con số nhất định đi. Anh mong muốn người bạn nữ của anh là cỡ tuổi bao nhiêu, nè? Tầm 30-35 trở lại được rồi em. 28-30-35. Tại vì tuổi đó nó cũng còn trẻ quá thì đôi lúc mình sẽ sợ là mình không có cùng quan điểm á. Ừ, trẻ quá phải chịu họ lắm đúng không? Yeah. Rồi, ví dụ như giờ quê quán đi, anh mong muốn bạn nữ ở đâu nè? Dạ, đâu cũng được em ạ, không có quan trọng cái đó, quan trọng là đấy thôi. Nhưng mà nói về ưu tiên đó thì anh vẫn thích ở trong này hơn. Trong này anh quen rồi, sống mười mấy năm rồi. Rồi, ok. Anh còn cái gì mong muốn bằng nữ nữa không? Chỉ là anh chỉ cần người đó giống như là mình hướng về gia đình nhiều thôi, chứ không nghĩa là anh không biết cái sự giống như là ăn chơi bời được nữa, nhưng mà mình vẫn lo, nghĩa là mình vẫn lo rồi. Thế mình đang xác định mình thương người đó, mình cần phải lo cho cô người ấy về hạnh phúc thôi. Mình không muốn là sau này là cái chuyện mà làm cho người ta khổ đau nữa. Tại vì bây giờ là anh một năm nay là anh gầy gò lắm, tại vì anh thương con anh lắm. Mỗi khi ôm hai đứa là mình không biết làm sao mà mua được người một người mẹ giống như vậy, biết là rồi, biết rồi, là okay. không thể có được. Rồi ok rồi, thì đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc sâu với anh hơn ha. Dạ cảm ơn ạ. Tại này này cũng anh cũng quên đấy, anh các bạn nó gấp quá, nó kêu lại làm giùm nó đấy. Hiện tại anh đang ở đâu ạ? Công việc của anh là gì ạ? Chủ hóa Thanh Hóa. Hiện tại anh cũng đang ở Thanh Hóa luôn. Đúng rồi. Rồi hiện tại anh đang ở Thanh Hóa, vậy anh làm công việc gì? Mình làm bên bất động sản. Sale hay sao anh? Đầu tư. Rồi. Ok, anh là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của mình là thu vẽ hoạt động. Rồi. Điểm yếu có trách nhiệm, trong công việc. Rồi. Điểm yếu của anh? Đấy, còn tính trong việc có trách nhiệm trong công việc. Cái gì nữa? Với
với tính cầu tiến trong cuộc sống, với tính cầu tiến. Rồi, dạ vâng. Ok. Điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của mình là đôi khi hay là quên. Rồi. Dạ, anh vẫn nghe tín hiệu chứ đúng không ạ? Vâng, vẫn nghe được ạ. Dạ, ok. Anh, trước giờ anh có mấy mối tình rồi? Trước đây là mình đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Mình sinh sống và làm việc được 12 năm bên Đức Hàn. Bên nào anh? Bên Hàn Quốc. Sinh sống làm việc 12 năm Hàn Quốc. Bây giờ tập trung nói vào cái cuộc hôn nhân mà mình đổ vỡ đi anh. Dạ. Sao ạ? Bây giờ anh tập trung nói về cái cuộc hôn nhân mà đổ vỡ. Thì anh với chị sống với nhau bao nhiêu năm? Đã từng có cháu nào chưa? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau được gần 3 năm. Dạ, có cháu nào chưa? Một cháu gái 6 tuổi. Cháu gái bây giờ đang ở với mẹ hay với ba, với bố ạ? Cháu gái chúng tôi với mẹ. Dạ vâng. Thì cái hồi, cái giai đoạn này thì là anh lấy vợ là lúc ấy bên Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Sao cơ ạ? Cái lúc giai đoạn mà anh lấy vợ là anh với chị sống Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Lúc giai đoạn mà mình lấy vợ đấy là mình đang sống ở Hàn Quốc. Dạ rồi. Thì theo anh cái lý do là lý do hai vợ chồng tan vỡ ạ? Hai vợ chồng lý do là xảy ra nhiều mâu thuẫn, là quan điểm sống là không đồng điệu với nhau, không đồng cảm. Rồi. Không trung thực với nhau. Rồi cho em hỏi về cái hình mẫu lý tưởng của anh ha. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình người như nào? Mình thì không có hình mẫu lý tưởng gì, nhưng mà mình thích một người con gái là có khuôn mặt phúc hậu, rồi hiền hòa, biết quan tâm chia sẻ, thành thật với nhau trong tình yêu. Rồi. Chiều cao, cân nặng. Chiều cao từ 1m54 trở lên. Rồi. Cân nặng thì sao? Cân nặng thì từ 47kg đến 60. Rồi. Bạn này bạn đang ở đâu thì tiện cho cái việc hẹn hò của mình ha. Nếu có thể được thì là còn nếu không thì người miền Trung, người miền Bắc. Người miền Trung hoặc người miền Bắc ha. Công việc còn ở người miền Trung. Rồi. Anh đầu tư bất động sản như thế này thì nhà cửa mọi thứ là anh đang ở Thanh Hóa hết đúng không ạ? Mình ở Thanh Hóa hết. Rồi, okay. Và sẵn ở Thanh Hóa hết. Rồi, nhưng mà nếu chẳng hạn như mà ở đâu có thể có điều kiện sống tốt thì mình sẵn sàng tốt cho cuộc sống là được. Không biết là em hỏi này, bây giờ cái này là trung bình về thu nhập của anh á, thu nhập của anh trung bình một tháng là như thế nào? Hiện giờ mình làm bên bất động sản và tài chính, tức là cái vay tín dụng đây, thì cái mức thu nhập nó không phải là cái mức cố định. Là bao nhiêu, cần con số trung bình nha. Trung bình khoảng 25 triệu. Đó, dạ vâng, cái kiểu hèm hòm hòm vậy thôi. Rồi, ok, em cảm ơn anh hiểu nhá. Dạ vâng, chương trình. Dạ vâng, thì có gì chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ alo với anh. Dạ vâng, cảm ơn chương trình.